Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải khẳng định áp dụng đúng các quy định khi có hay không cẩu ô tô vi phạm, phá bỏ công trình của khách sạn New World. Cụ thể thì đoàn liên ngành quận 1 do Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu tối 22 tháng 3 ghi nhận ô tô 4 chỗ đậu rất lâu trên đường Hải Triều, có bảng thông báo không dừng quá 5 phút, chờ một lúc không thấy tài xế, họ dán niêm phong, chuẩn bị kéo về trụ sở. Chủ xe sau đó xuất hiện, nhận lỗi vi phạm và đề nghị không mang ô tô về quận. Ông Hải hội ý với đoàn công tác, đồng ý tháo niêm phong, chỉ lập biên bản xử phạt. Ông Hải nói, chủ xe rất hợp tác, xuất trình tất cả giấy tờ, nên lần đầu tiên đoàn liên ngành không cẩu đi. Thêm nữa, đây là tuyến đường cho dừng dưới 5 phút, họ đỗ quá thời gian quy định, chứ không cố ý đậu xe trên vỉa hè như các trường hợp trước đây. Đồng thời, ông Hải cũng cho biết biển báo cho phép dừng không quá 5 phút đã được tháo bỏ, do đó khiến tình trạng đỗ xe ở đây lộn xộn, gây ách tắc giao thông. Trong hơn 2 tháng ra quân, quận 1 đã cẩu hơn 50 ô tô đậu trên vỉa hè, lòng đường có biển cấm về trụ sở. Trong đó, nhiều trường hợp tài xế xuất hiện khi xe sắp bị kéo đi, nhưng đoàn liên ngành vẫn kiên quyết thực hiện. Như việc cẩu xe Lexus trên đường Huỳnh Thúc Kháng, chiếc Audi của Hoa hậu Quý Bà trên đường Sương Nguyệt Anh, các ô tô đậu trên vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo Phó Chủ tịch quận 1, việc đưa xe về trụ sở là đúng luật giao thông đường bộ và Nghị định 46 về xử phạt hành chính do thời điểm phát hiện vi phạm không thấy chủ hay người điều khiển phương tiện. Để kiên quyết lập lại trật tự, ngoài việc phạt 700.000 đồng lỗi vi phạm, lực lượng sẽ căn cứ luật để cẩu xe. Chi phí mỗi chiếc là 900.000 đồng nên chủ xe trả tổng cộng 1.600.000 đồng, chưa kể phí lưu kho. Ông Hải nhấn mạnh, các lái xe đều biết luật nhưng cố tình vi phạm thì cần phải xử lý nghiêm. Phạt nhiều như vậy, họ có sót tiền sẽ không tái phạm. Tôi làm gì cũng có căn cứ, mình đi thi hành công vụ nên nhất quyết phải đúng luật. Về việc đập bỏ các bậc thềm, công trình của khách sạn 5 sao New World, ông Hải khẳng định khách sạn không có chủ quyền với các hạng mục đó và chúng đã lấn chiếm vỉa hè. Ông Hải nói, họ nói được cấp phép nhưng giấy tờ không có dấu xác nhận của sở xây dựng, thế thì mặc nhiên không có giá trị. Các hạng mục này đều nằm trên vỉa hè nên không cớ gì chính quyền công nhận đúng cả. Nếu họ không sai thì đã không ký biên bản vi phạm. Theo ông Hải, khi xử lý các hạng mục lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là bậc thềm, hầu hết chủ cơ sở đều cho rằng không có lối đi mới xây. Nhưng khách sạn New World có hơn chục mặt bằng cho thuê, mỗi cái lại làm một bậc thềm lố ra vỉa hè hơn 1,5 mét. Ông Hải phân tích, tại sao doanh nghiệp không xây bậc thềm lùi vào trong, có phải vì giá trị cho thuê sẽ giảm không? Quan điểm của quận 1 rất rõ ràng, đất của anh muốn xây gì cũng được, song lấn vỉa hè thì kiên quyết một tấc chúng tôi cũng cưỡng chế. Quận vì lợi ích của người dân, chứ không phải một vài người. Trao đổi với VN Express, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ ủng hộ chủ trương của thành phố về việc lập lại trật tự đô thị, bởi người dân ai cũng mong muốn sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, ông tỏ ra băn khoăn trước cách làm việc được cho là cứng nhắc của Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải khi kiên quyết cẩu các xe vi phạm về trụ sở, trong khi chủ xe có mặt ngay sau đó. Ông Trạch nêu quan điểm, các xe vi phạm bị cẩu đi là đúng quy định theo khoản 1 điều 125 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Nhưng cá nhân tôi cho rằng người có thẩm quyền có thể áp dụng linh hoạt các quy định khác của pháp luật để xử lý mà vẫn bảo đảm được mục đích ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm và bảo đảm quyết định xử phạt được thực hiện. Theo luật sư, lực lượng chức năng cần xem xét việc người vi phạm đã có mặt tại hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi. Trong trường hợp này, ông Hải có thể áp dụng linh động bằng hình thức tạm giữ giấy phép lái xe hoặc giấy phép lưu hành của người vi phạm để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt. Ông Trạch nói, việc thực hiện chủ trương đúng đắn của thành phố được người dân ủng hộ, song cần có sự uyển chuyển, linh hoạt, nhân văn hơn. Điều này góp phần đưa pháp luật đến gần cuộc sống người dân hơn. Không cần thiết lúc nào cũng áp dụng biện pháp cưỡng chế mà phải giúp cho người vi phạm biết nhận lỗi và sửa chữa.